Hello, chào tất cả mọi người. Mình là Trường An tới Bitcoin Việt Nam mà hôm nay chúng ta cùng đề hỏi một dự án mới được AMA trên Bitcoin Việt Nam mà ngày hôm nay đó chính là Bitcoin Web. Thế thì Bitcoin Web là gì và các hoạt động của Bitcoin Web như thế nào? Thì hôm nay chúng ta hãy cùng Bitcoin tìm hiểu một cách tường tận cũng như chi tiết hơn thông qua sau buổi AMA nhé. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi. Intro. Rồi, thế thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem thế thì Core Web là gì? Core Web là một nền tảng multi-chain đa chuỗi cung cấp các tính năng tính toán giải quyết các vấn đề quan trọng về công nghệ số cái phân tán. Đúng như tên gọi của nó thì Core Web được mô tả là chính là Cross-Chain Computation Platform, là một nền tảng đa chuỗi tính toán thông qua các cái bấm thông minh. Thì các số cái chúng ta được nhớ ở đến chính là nơi các lưu trữ các cái smart contract của chúng ta đúng không nào? Và thì ứng dụng của nó là gì và cái nó tận dụng những cái ưu nhược điểm của Bitcoin cũng như là Ethereum, hai cái nền tảng blockchain lớn nhất tính giá tiền hiện tại cũng như là thể hiện những cái tính năng thông minh của Core Web so với các cái platform khác. Thì chúng ta có thể hiểu được nôm na Core Web ở đây là, đó chính là một cái nền tảng blockchain mới nhưng mà nó lại là liên kết những cái blockchain cũ lại để tận dụng những cái tính năng cũng như là các cái điểm mạnh nổi bật của các cái nền tảng blockchain này. Rồi thì giờ chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn thông qua chính trang chủ của web nào. Đây chính là trang chủ của các web. Thì đây là chính là cái slogan mà tôi đã nhắc đến lúc nãy. Và đây, Core Web Fix Blockchain Biggest Problems, là Core Web sửa chữa những cái vấn đề lớn nhất ở blockchain và nó làm cho cái công nghệ blockchain nó trở nên dễ tương tác, tự kết nối và truy cập, dễ dàng truy cập hơn tất cả mọi người. Thế thì cái điểm mạnh của Core Web so với các nền tảng khác là gì? So với một vài nền tảng và bây giờ ví dụ như là có thể kể đến như Bitcoin, Ethereum, Polygon hay là Polkadot chẳng hạn đó, hoặc là một vài network cũng như kiểu Celo hay như nào. Thì đây chính là những cái cách mà Core Web hoạt động cũng như là nó được sử dụng. Thì Core Web nó sử dụng cái công nghệ Distributed Ledger Technology, thì là công nghệ DLT, tức là nó chia sẻ thông qua những cái thông qua nhiều những cái blockchain và cái hệ thống khác nhau, thì nó sẽ làm thu hẹp lại các khoảng cách giữa các cái solution và tạo ra những cái technical, tức là những cái công nghệ mới ở trong cái mới này. Thì tóm lại nó là một cái web nó mang tính bảo mật này, nhanh này, tiện dụng và cũng là có liên kết những cái giải pháp kết nối lại với nhau và giải pháp và giải quyết những cái vấn đề blockchain lớn nhất hiện nay. Thì cực sử dụng ở trên một kiến trúc gọi là in-chain, tức là làm cho các cái trạng thái của blockchain này có thể phân nhánh đối với các cái ứng dụng phi tập trung khác nhau, đó chính là các DApp cũng như là việc duy trì các thử tính underlying chain là hoàn toàn khả thi, sau khi ta đáng kể hiệu suất cũng như các cái tiện ích của blockchain, các blockchain này ở trong các nền tảng khác nhau. Và thế thì cái sự khác biệt của Core Web so với các nền tảng khác là gì? Thì Core Web chúng ta có 5 cái đặc điểm khác nổi bật của Core Web so với các cái nền tảng khác. Thứ nhất đó là cái nền tảng độc nhất của liên kết độc nhất của blockchain, tức là cái tính phổ biến. Thứ hai là chính là cái một cái giao thức kết nối liên tiếp tương tác giữa các blockchain. Tiếp theo là chính là khả năng tính toán song song với các cái smart contract và bảo mật các cái chỉ số của các cái blockchain data, và cuối cùng là chính là cái reactive smart contract, tức là khả năng tương tác giữa các smart contract với nhau. Rồi chúng ta phải tìm hiểu về ví dụ như là về cái thực thi song song này là gì. Thực song song thì cho phép các cái máy tính nó có cái khả năng gọi là liên kết các cái thực thi trên nhiều chuỗi khác nhau và làm chắc tránh tắc nghẽn cái phí gas, làm giảm đáng kể rủi ro của nền tảng này. Tóm lại là nó sẽ giúp cho các cái VF trở nên mạnh mẽ hơn thông qua cái nền tảng thông qua này. Rồi tiếp theo đó chính là về cái Core Web có thể làm gì. Thì số tiền từ đầu đi. Thế Core Web đó chính là gì? Thế là chính là thứ nhất là chính là Core Web Digital Wallet. Thế các bạn đều biết đến về những cái Digital Wallet nổi tiếng hiện nay, đó chính là
ở Việt Nam chúng ta có thể biết đến MetaMask chẳng hạn, hoặc có thể là C98. C98 là một nền tảng khá nổi tiếng mà đã được anh em siêu khá là nhiều ra gần đây, và kỳ vọng cũng khá là cao. Thì đây các bác cũng có một cái nền tảng là ví điện tử, thì cái điểm mạnh của nó có thể mua thông qua các cái mua thông qua các cái nền tảng như là Visa, Mastercard, hay là có thể Swift, cũng như là xem các cái hoạt động ở trong ví này, những cái nền tảng, những cái gọi là những cái những hoạt động cơ bản mà cái ví điện tử, thường ví điện tử nào cũng có, nó đều cũng có thể mua bán và thông qua các cái cặp và tiền điện tử khác nhau. Rồi tiếp theo là chính là về cái cross-chain token issue, cái phát hành token cross-chain, tức là liên kết với các chuỗi với nhau, tức là một cái token này có thông qua các nhiều chuỗi, thì để xây dựng và phổ cập những cái đi app đa chuỗi hơn, phát hành các cái token blockchain là một cái nhiệm vụ tôi thấy về các đội phát triển nó web cảm nhận thấy đó chính là vô cùng cần thiết, và nó đảm bảo các token trung lập với các blockchain có thể di chuyển dễ dàng qua các mạng lưới, và các token này thì đều nó đều mang tính độc lập, tức là nó không phụ thuộc vào bất kỳ một cái mạng lưới nào cả, và có thể cho phép chuyển động dự án liên mạch từ các cái chỗ này sang chỗ khác, như bạn là phát triển ở trên Ethereum bạn chuyển sang mạng BSC chẳng hạn. Đó, thì đấy cũng là một cái cách, và cũng có thể là tận dụng tối đa các cái khả năng tương tác của blockchain, cũng như là các cái DAO, tức là các quỹ 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 tự trị phi tập trung chẳng hạn, và các cái token có cái multi-chain, và đều có thể là xây dựng các cái blockchain thông qua các cái NFT cũng như là các cái chợ NFT đang hot hoặc ngọt cho ngày nay. Rồi tiếp đến là chính là cái cross-chain DeFi protocol, tức là giao thức cross-chain DeFi, thì nó sẽ giúp tăng các cái hiệu suất của DApp và thông qua các cái chuỗi đa nền tảng này, và không cần và nó sẽ không giới hạn cái DeFi này ở trong bất kỳ một cái blockchain nào, và nó làm cho trở nên flexible hơn, tức là một cái trở nên đa dạng hơn và tăng nhiều giải pháp cho các cái giao thức DeFi protocol này. Tiếp theo đó chính là cái high performance attached DApp, tức là nó làm tức là nó là cái DApp nó có các cái phí thấp và nó tương tác dễ tương tác với nhiều các DApp hơn, và không quan trọng đây như cái câu đầu tiên này, no matter how slow, tức là nó không quan trọng bất kỳ bản cập nhật mới nào từ các blockchain, thì các câu app này cho phép các cái DApp chuyển một cách dễ dàng hơn thông qua các cái chuỗi, và để nâng cao các khả năng thực tế chính của DApp này. Và DApp này thì hoàn toàn có thể migrate, tức là chuyển đổi từ một cái chuỗi sang một cái chuỗi khác, nhưng mà cái chuỗi gốc của nó trở nên chậm hoặc là đắt đỏ, và nó có thể truy cập cũng như là mở rộng những cái tính năng thông qua các cái thêm chuỗi, hay là thêm một cái chuỗi mới với một cái thuộc tính và các cái tính năng mới vào trong chính cái DApp này. Và DApp này cũng có thể deploy ở trên nhiều những cái nền tảng khác nhau, bởi vì cái tính underlying chain của nó, tức là nó không thuộc vào một cái chain, bất kỳ một cái chain nào cả. Thì là tiếp theo đó chính là high performance low fee DApp, vẫn vẫn là hiệu suất cao, nhưng mà ở đây nó chính là về đề cập cái tính năng giảm phí. Thì các cái hoạt động này nó rất là quan trọng, và nó làm cho các cái DApp này hoạt động trên chuỗi mượt mà hơn, và người dùng nó không cần thiết không không cần phải quan tâm quá bận tâm đến cái vấn đề chi phí cũng như là cách hoạt động của DApp này. Đây có thể là bởi hoặc là nó sẽ trở thành nó sẽ giúp thực thi nhiều ngôn ngữ hơn, cũng như C hay là Rust. Rust thì là ngôn ngữ lập trình về blockchain khá nổi tiếng tính thời điểm hiện tại, nó đang khá là mới, và một vài cái khái niệm làm cho các cái DApp này nó trở lên phi tập trung hơn, tập trung thì là phi tập trung hơn. Đó, nói chung là chúng ta sẽ giúp dễ dàng deploy các cái nền tảng của mình lên trên blockchain mà không tốn quá nhiều phí, cũng như là giúp người dùng các cái DApp này trở nên tốn ít ít chi phí hơn. Tiếp theo là chính là secure interoperability, tức là khả năng tương tác an toàn cao. Thì mô hình nhất quán nó được sử dụng ở trong cái web này, nó dùng để chống lại cái sự bất ổn trong blockchain, và làm cho các cái chuỗi liên kết này mặc dù nó liên kết với nhau nhưng vẫn có thể hoạt động một cách độc lập, và nó chỉ mang tính chất là mang tính chất kiểm tra cũng như kết nối với nhau.
và ngay cả các cái chuỗi thử nghiệm ở trong mạng lớn của chúng ta nó không ổn định đi chăng nữa thì nó sẽ động, các cái chuỗi khác vẫn có khả năng hoạt động bình thường và nó sẽ làm giảm chi phí hoạt động các blockchain và làm giảm cái ngưỡng khởi động của các cái blockchain mới và làm cho phép đổi mới các cái công nghệ blockchain này nhiều hơn. Và cuối cùng đó chính là high capability smart contract, tức là hợp đồng thông minh và các cái dung lượng cao. Thì ngay cả kết hợp với các cái hoạt động hợp đồng thông minh thì mọi dịch vụ tính toán cho phép được thực hiện đồng thời, tức là cùng một lúc và ngay kể cả một cái hợp đồng thông minh được toàn mạng sử dụng cùng một lúc thì nó cũng không gây ra một sự tắc nghẽn nào cả. Và việc gia tăng sử dụng một DApp thì không thường đi hiệu suất của các DApp khác, đó là thể hiện tính independent, tức là độc lập của các DApp với nhau, và nó cải thiện các cái hiệu suất của các DApp này cũng như là làm cho các DApp này trở nên hoạt động cách trơn tru mượt mà cũng như là giải trí hơn trong các dự án. Rồi và đây đây là cái roadmap của CoreWeb, và đây là lộ trình phát triển. Thì đây là các dự án mà đã hoàn thành, tức là đã hoàn thành xong code này, đã làm hoàn thành trên Litecoin này, hoàn thành phòng ship này, có thể chạy trên sử dụng đã sử dụng xong cái nền tảng kỹ thuật số của mình ở trên cái iOS và Android, cũng như là một vài cái tính năng nữa khác, ví dụ như kiểu là trong và ra mắt các cái token CWAB, tức là cái token chính của mạng CoreWeb, và đây là các cái đường hướng tiếp theo trong tương lai của CoreWeb, đó chính là có thể là khởi chạy mainnet chẳng hạn, hoặc là các cái kích cộng đồng, các cái khu tài khoản, hay là tạo các hợp đồng thông minh V2, V1, V3 vân vân. Rồi vấn đề là tokenomics của dự án thì tổng cung của CoreWeb là vào khoảng bao nhiêu token hiệu 7 tỷ 680 triệu token, nghe thì cũng phải khá là lớn, nhưng mà thực tế thì CoreWeb đang đang chia sẻ những cái token này khá là tốt. Thì ở phần company reserve, tức là phần dự trữ, đã mở thanh khoản 38%. Phần dự trữ mining thì đã sử dụng 20%. Team advisor, tức là cái đối tác chiến lược khoảng 10%, và để mở bán là khoảng 10%, cũng như là cái phòng chiến lược thì nó đâu đó khoảng 9%, và vòng giao hạt giống là khoảng 6%. Thì đây thì nó đã mở khóa ở đâu đó tính các cái vòng này thì nó sẽ cái phần copy reserve đã mở khóa khá là nhiều, khoảng 38% trên tổng số 2 tỷ. Thì tổng cung hiện tại tôi có xem trên market cap, khóa market cap của khóa web bao nhiêu. Đây là giá cũng như là cái vốn hóa thị trường của CoreWeb. Thì đây tổng cung tối đa là vào khoảng 7 tỷ 680 triệu, tôi vừa nói bên trên tổng cung lưu hành là đâu đó khoảng chỉ có khoảng 500 triệu được mở khóa thôi. Và cái thời gian cái lộ trình ra coin là do có thể tham khảo trực tiếp ở trên nghe phần đầu tiên này, đọc trên white paper của dự án thì và tôi sẽ tải xuống và xem ngay tôi tải xuống rồi. Thì thực chất thì nó cũng giống như kiểu là chúng ta đọc ở trên web này thôi, nhưng mà nó sẽ viết một cách tường minh hơn. Và đây là cái thống kê của các cái trang web về các cái người sử dụng độc lập đang rơi vào khoảng 134.000 người. Cái tổng cái lượng cái giao dịch ở trên cái này là 225 triệu đô la Mỹ, và các cái transaction, tức là các cái giao dịch giá trị các cái giao dịch của tôi khoảng 1,8 triệu, và hai cái dự án đang phát triển. Đấy, đây là các cái partner của dự án, còn có Kucoin Lab cũng khá nổi tiếng này, Gate.io này, thì cái Gate này đã list, cái sàn Gate đã list cái CoreWeb này rồi. Ngoài ra có MM Venture này, một vài cái các khá nhiều các venture ở đây. Rồi, và đây là cái đội ngũ phát triển của dự án. Thì của anh Tommy Gilbert, thì anh này anh đã chính là người là thực hiện cái AMA đối với cộng đồng Bitcoin Việt Nam chúng ta nói chung, và cái cộng đồng CoreWeb Việt Nam nói riêng. Và
Ngoài ra thì có CTO Anchor Advisor, đây đều là những cái người khá nổi tiếng và giới thiệu sơ qua và anh cho biết cả bác. Thì anh ấy là học học và là một leader của các cái dự án ở châu Âu, châu Phi cũng như là châu Á, và ông ấy đã trở thành đồng sáng lập cũng như leader của các cái dự án Blockfolio và OnRamp DeFi kể từ năm 2019, và mới bên đây ông đã đồng quân cho Charles Webb và trở thành CEO của dự án. Ngoài ra thì cũng có các cái kiến trúc sư chính như là Lead Architect. Thì đây là những cái người mà core team của dự án thì đều có profile rất là rõ ràng, và chúng ta có thể đọc về cái team của ở đây. Em ở đây nó xem được toàn bộ các cái tiểu sử của các cái thành viên sáng lập của Charles Webb. Rồi, và đây là toàn bộ những cái thông tin về cơ bản về Charles Webb. Thì không biết là nó có giúp ích được nhiều không, nhưng mà đây là một cái dự án khá tiềm năng, và nó cũng chưa khai thác được hết nhiều cái tính năng. Và về cá nhân tôi đánh giá đây là một dự án mà cũng khá là có thể bùng nổ trong thời gian tương lai với một cái giá khá là thấp, và cái chi thanh khoản thì nó cũng khá là cao trong thời gian tương lai nếu như mà được đầu tư và được list các sàn lớn cũng như Binance hay như thế nào đó. À, và đây là toàn bộ bài tổng quan cũng như là giới thiệu các hoạt động của Khoa Web. Thì nếu như có câu hỏi gì thắc mắc thì ta có thể trực tiếp comment ở dưới đây và giải cùng trao đổi và thảo luận với Khoa Web. Rồi, mình là chuyên gia từ Bitcoin. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số về tìm hiểu dự án kế tiếp cùng team Bitcoin. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.